Xin chào tất cả mọi người. Đây là cách xài CapCut PC. CapCut PC năm nay chính thức hỗ trợ tiếng Việt. Oh my god. Hôm nay chúng ta sẽ đổi tiếng Anh sang tiếng Việt. Get go. Đầu tiên, hãy bấm vào setting. Bấm vào language và tìm tiếng Việt. Rồi bấm save. Xong rồi hãy bấm vào restart rồi chờ CapCut khởi động lại. Và đã thế là CapCut đã có tiếng Việt. Được. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ like và subscribe cho hai kênh này nhé.